Chúng ta thử nghĩ xem. Ngày nay chúng ta học vất giả như vậy. Cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Cũng không có chắc chắn gì. Nguyên nhân ở đâu là chúng ta đối với thế giới này chưa buông bỏ được. Vẫn còn có dục vọng mạnh mẽ không thể xa rời được thế gian này cho nên tin tức đối với thế giới cực lạc tương đối mịt mù chúng tôi lúc còn trẻ cũng bốn năm mươi tuổi rồi Thỉnh giáo một vị lão hòa thượng tu hành nghe nói cũng rất tốt. Tôi thỉnh giáo với ngài, lão hòa thượng, ngài tu pháp môn Tịnh độ, ngài có tin tức gì về giảng sanh không, có chắc chắn gì không? Ngài lắc đầu. Chúng tôi cảm thấy đã rất tốt rồi. Lão Hòa Thượng nói lời chân thật. Vì sao vậy? Chưa triệt để buông bỏ. xây dựng đảo tràng là gì sao chùa của người khác xây lớn hơn chùa tôi trang nghiêm hơn chùa tôi tôi không bằng họ dường như mất mặt lắm đây là gì thể diện chưa buông bỏ tôn nghiêm chưa buông bỏ đây là đại chướng ngại cho nên đến với thế giới cực lạc chưa liên thông được có chướng ngại Kinh Di Giáo nói Người thiểu dục Tức không xỉm nịnh để cầu ý người khác Xỉm khúc là nịnh hót người khác Người dục vọng nhiều, họ mong cầu nhiều, Họ sẽ có những tâm thái không tốt này. Người ít muốn họ sẽ không như vậy, vì sao? Vì không cầu đối với người. Không tranh với người, không cầu ở đời. Nói cách khác, tu hành, bất luận là tu pháp môn gì, công phu không đắc lực thì chướng ngại liền xảy ra từ bốn chữ này. Quý vị không thể thiểu dục, quý vị không có trì túc. Cho nên chướng ngại của quý vị ma nạn trùng trùng, chẳng những có chướng ngại mà còn có ma nạn. Thật sự làm được thiểu dục trì túc, ma nạn đều không còn nữa. nhất thiết chủng trí trong tự tánh vốn đầy đủ rồi không phải là từ bên ngoài đến tri túc tri túc chính là không còn mong cầu nữa đến đây là thôi hiện tại chúng ta cũng phải thứ nhất là tri túc tri túc thế nào chúng ta có được tịnh độ rồi chúng ta có được một câu nam mô a di đà phật rồi đây gọi là tri túc quý vị nên gọi là tri túc quý vị chỉ là một câu a di đà phật niệm đến cùng chúc mừng quý vị quý vị chắc chắn giảng sanh tịnh độ giảng sanh tịnh độ quý vị nhất định thành vô thượng bồ đề chắc chắn vậy không tri túc tôi còn muốn học cái này tôi còn muốn học cái kia liền làm cho công phu của quý vị bị phá hoại làm cho tin tức của quý vị bị nhiễu loạn quý vị giảng sanh thế giới cực lạc trên đó đặt một dấu hỏi có thể đi cũng có thể quý vị không đi vậy thì quý vị đi không được rồi nếu như quý vị biết đủ vậy thì quý vị nhất định sẽ đi câu hỏi này sẽ không còn nữa nhất định đi không có ai không đi được một đời tạo rất nhiều nghiệp chướng tội nghiệp một chữ cũng không biết gặp được pháp môn này nếu họ chịu niệm người này có thể thành phật ví dụ rất nhiều trước đây đã nói với chư vị rồi pháp sư tu vô ở chùa cực lạc ở cáp nhĩ tân ví dụ hay người xuất gia này trước khi chưa xuất gia ông làm thợ hồ chưa từng đi học bản thân hiểu được bản thân ngu si không biết chữ sau khi xuất gia, người này có thiện căn. Ở trong chùa tu khổ hạnh, việc người khác không muốn làm sư đều làm hết. Không sợ khổ. Muốn giúp mọi người làm hết những sự việc này chùa cực lạ truyền giới sư đăng ký đi làm công quả chăm sóc những người xuất gia quá bệnh trong thời gian truyền giới phát tâm làm những sự việc này giảng sanh tại giới đàn giới đàn này thù thẳng biết bao giảng sanh đến thế giới cực lạc làm phật rồi sự thật sự giảng sanh không phải là giả không sanh bệnh một người mạnh khỏe như vậy xin với lão hòa thượng nghỉ việc con phải đi rồi lão hòa thượng có đức hạnh có tu dưỡng. Cười cười nói, được. Thầy tri sự không bằng lão hòa thượng Thầy tri sự quở trách sư Ông là người xuất gia Làm sao mà không có con mắt lâu dài gì cả Giới kỳ bất quá chỉ có hai tháng Ông cũng không thể làm tròn lại bỏ giữa chừng Lúc đó sư mới thưa rằng thưa thầy con không phải đi nơi nào khác con muốn giảng sanh đến thế giới cực lạc hai vị lão hòa thượng vừa nghe đến thế giới cực lạc vậy ông biết trước giờ đi sao đúng vậy lúc nào đi không quá mười ngày vậy là việc lớn rồi xin cho mấy người trợ niệm đưa sư giảng sanh Việc này thì ai cũng quan hỷ rồi. Đến hôm sau lại đến tìm Lão Hòa Thượng, thưa với Lão Hòa Thượng, ngày mai con đi rồi. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị hậu sự cho sư. Ngày hôm sau thật sự đi. Thật sự giảng sanh rồi. Lão Hòa Thượng đế nhàng là đắc giới hòa thượng trong giới đàn đó. Nhìn thấy sự việc này vô cùng tán thán. Đây là tấm gương tốt cho người xuất gia. Không sinh bệnh. Nói đi là đi, Những đồng học trợ niệm yêu cầu sư làm mấy câu thơ. Hoặc là làm mấy câu kệ để lại cho chúng tôi làm kỷ niệm. Sư tu vô nói: Tôi là một người thô kệch xuất gia, không biết chữ. Tôi không biết làm thơ cũng không biết nói kệ. cuối cùng nói tôi có một câu để lại cho mọi người làm kỷ niệm sư nói ra câu này nói được không làm được không phải là chân trí tuệ cuối cùng để lại câu nói này sư nói không được sư thật sự làm được sư thật làm chỉ là một câu a di đà phật sư tri túc rồi pháp sư đế nhàn còn có một đồ đệ là thợ hàng người thợ này mọi người đều biết cũng là người không biết chữ hơn bốn mươi tuổi mới xuất gia cái gì cũng không biết Lão Hòa Thượng Đế Nhàn chỉ dạy sư một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ông chỉ niệm một câu này. Niệm mở rồi thì ông nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục niệm. Nói với sư chắc chắn có ít. Sư cũng không biết có ít gì, sư cũng không quản. Sư phụ dạy niệm thì con niệm, thì thật làm. Niệm mở thì nghỉ, nghỉ xong lại niệm ba năm biết trước giờ đi không sinh bệnh đứng dậy mà giảng sanh sau khi chết còn đứng dậy ba ngày đợi lão hòa thượng làm hậu sự cho sư thời đó không có phương tiện giao thông đều là đi bộ lão hòa thượng ở chùa quán tông đến chùa quán tôm của ngài đi bộ mất một ngày, cũng khoảng sáu bảy mươi dặm đường phải đi một ngày. đem tin tức này báo cáo lại, lão hòa thượng lại sắp xếp công việc nhanh chóng trở về, đi về mất ba ngày, sự đứng đó ba ngày, thật không dễ. Những người này thành tựu như thế nào Không có gì khác Chính là buông bỏ Thật sự thiểu dục tri túc Cái gì cũng không có Tri túc thường là Xuất gia chỉ biết niệm Phật ngoài niệm phật ra cái gì cũng không biết bất luận quý vị hỏi họ điều gì họ trả lời quý vị đều là a di đà phật dưới đây là niệm lão nói cho chúng ta ý này không cầu cảnh khác gọi là thiểu dục Bản thân chúng ta nhu cầu cuộc sống là đủ rồi, không nghĩ đến nữa, không cầu mong nữa, thiểu dục. An trú tự pháp, gọi là tri túc. Cảnh khác, tức là năm dục, sắc, dân dân. Chúng ta nói tài sắc danh thực thùy. Không cầu nữa, Tự pháp tức là trí hiện lượng. Tôi hiện nay có thể làm những việc gì đó. Thì thật làm. Sư phụ dạy một câu a di đà Phật bảo quý vị trung thực mà niệm, phải thật sự trung thực mà niệm. Tôi chỉ niệm một câu này, ngoài ra không biết gì. Đây gọi là an trú tự pháp đúng với ý của sư nghĩa tịch tức là bất ư ừ tâm ngoại thủ pháp vô nhất pháp đương tình giả đương có nghĩa là động nghĩa là nói không bị tất cả pháp làm dao động Đây gọi là thiểu dục. Bên ngoài bất luận là thiện duyên hay là ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ đều là một câu A-di-đà Phật. Nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Thiện duyên, thuận cảnh, không khởi tham luyện, không có tâm tham. Nghịch cảnh ác duyên, không có tâm sân nhụy luôn luôn duy trì tâm thanh tịnh của bản thân, trung thực niệm một câu A Di Đà Phật này đây chính là hiểu dục. Bốn câu nói dưới đây ý nghĩa rất sâu, thể lộ chân thường tịch diệt di lạc như như bất động di trì túc. Cảnh giới này rất sâu. Điều này Bồ Tát mới có thể làm được. Chúng ta chỉ cần chứng đắc một câu A-di-đà Phật là tri túc rồi, vậy là được rồi. Câu thiểu dục tri túc này đầy đủ diệu ý, đủ để chứng ý nghĩa thâm sâu của kinh Phật. Câu này Hai tiếng đồng hồ giảng không xong. Chúng ta một đời thọ dụng không hết. Thật sự hiểu rõ, thật sự hiểu được rồi. Thì trong một đời này sẽ thành Phật. Nói cách khác, tu hành, bất luận là tu pháp môn gì, công phu không đắc lực, thì chướng ngại liền xảy ra từ bốn chữ này. Quý vị không thể thiểu dục, quý vị không có tri túc. Cho nên chướng ngại của quý vị ma nạn trùng trùng, chẳng những có chướng ngại mà còn có ma nạn. Thật sự làm được thiểu dục tri túc, ma nạn đều không còn nữa. Ở đây nói thiểu dục, Người thiểu dục không những Đối với người Đối với sự, đối với vật Đều không có mảy may tâm thái tuổi thân Cũng không bị Các căn trói buộc Các căn này chính là loại mắt tai mũi lưỡi thân ý không bị nó làm ảnh hưởng. Mắt thấy sắc, thấy sắc tanh. Họ không phải thấy sắc trần. Vì sao vậy? Vì họ không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. có khởi tâm động niệm phân biệt chập trước họ thấy gọi là sắc trần sắc trần là gì sẽ nhiễm ô họ mắt thấy sắc họ sẽ sanh thất tình ngũ dục tai nghe thanh mũi ngửi hương lưỡi nếm vị đều sẽ dẫn khởi phiền não sẽ dẫn khởi thức tình ngũ dục người thật sự thiểu dục tri túc sẽ không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu người hành thiểu dục tâm liền thản nhiên không có lo sợ xúc sự có thừa luôn luôn đầy đủ kinh giáo này nói người thật sự có thể thiểu dục tâm địa thản nhiên thanh tịnh không có lo sợ lo lắng không có sợ hãi xúc sự hữu dư là loại năng lực trí tuệ của họ đều biết xử lý vô cùng thỏa đáng chúng sanh trong lục đạo trong một đời này tất cả những sự gặp gỡ đều có quan hệ nhân quả Quan hệ này nói chung vẫn không ngoài bốn loại. Báo ân, báo oan, đòi nợ, trả nợ. Cho nên xử lý thật sự có trí tuệ, hoàn toàn hiểu được. Bất luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, Đều quan hỷ, thừa nhận. Thiện duyên, ác duyên, đều có thể dùng trí tuệ để quá giải. Dùng tâm từ bi giúp đỡ tất cả chúng sanh. dùng tâm trí tuệ thành tựu đạo nghiệp của bản thân mình đi con đường nào con đường thành phật lựa chọn con đường này con đường thành phật con đường dễ đi nhất vững vàng nhất trực tiếp nhất nhanh chóng nhất không gì bằng niệm phật giảng sanh thế giới cực lạc con đường này đại sư thiện đạo nói rất hay người người đều đi thông được. Nghèo giàu sang hẹn Nam nữ già trẻ Người người đều có thể thành tựu Vì thị giả người tu giả người đi Đây chính là trong bộ kinh này đã nói. Y theo phương pháp lý luận của bộ kinh này mà học. Ai ai cũng đều có thể giảng sanh. Sanh định thế giới cực lạc. người người đều đạt được thành tựu viên mãn thời gian nhanh chóng ba năm 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 nhất định có thể đạt được so với hiện tại một số quốc gia làm di dân thời gian còn ngắn hơn chúng ta di dân đến thế giới cực lạc làm những thủ tục này thông thường ba năm là thành công rồi đã được là công dân của thế giới tây phương cực lạc Không phải là cư lưu vĩnh viễn là công dân, công dân của thế giới cực lạc. Ba năm là được rồi. Vì sao lại không làm? Vì sao phải lưu luyện thế gian thảm bại như vậy? Thế gian này đau khổ. Quý vị có thể nói quý vị thông minh sao? Quý vị có thể nói quý vị có trí tuệ sao? xúc sự hữu dư này thường luôn mãn túc chúng ta đã hiểu được rồi thời gian ba năm 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 ở thế giới này cùng với tất cả chúng sanh trên thế giới này cư xử hòa mục thứ họ muốn tranh thì để cho họ thứ họ muốn cầu thì để cho họ Chúng ta đến thế giới cực lạ thế giới này tất cả đều không mang theo được không mang theo được tặng lại hết cho mọi người tốt biết bao sự việc tốt đều bố thí hết Tất cả bố thí hết Nói cách khác Khắp biến pháp giới hư không giới Quý vị đều có được Quý vị ở đây không chịu buông xả Thì giới cực lạc sẽ không đạt được Ở đây chịu xả bỏ Gọi là xả được Quý vị đều đạt được hết rồi dưới đây nói người có thiểu dục tức có niết bàn đây là thiểu dục niết bàn là bất sanh bất diệt niết bàn là rốt ráo viên mãn Trong kinh giáo đại thừa Phiên dịch nó thành Duyên tịch Duyên là công đức Duyên mãn Tịch là thanh tịnh Tịch diệt Chỉ có thanh tịnh Tịch diệt Trí tuệ đức tướng trong tự tánh Của quý vị đều dùng được đây là ý nghĩa của chữ viên dưới đây nói tiếp nhữ đẳng tỳ kheo tỳ kheo là tiếng phạn xưng hô của đệ tử xuất gia phật giáo nếu muốn thoát khỏi các khổ não nên quán tri túc pháp của tri túc tức là nơi phú lạc an ổn Đây là Phật ở trong kinh Di giáo. Khuyên dạy đệ tử. Sự dạy học của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bản thân ngài làm được trước rồi. Người thế gian ở trong xã hội này câu chức vị cao câu đại phú quý câu niềm vui của ngũ dục lục trần họ cầu những thứ này cùng những thứ này sanh khởi lên chính là tham sân si mạng nghi căn bản phiền não phật thích ca mâu ni đem hết những thứ này xả bỏ ngài xuất thân là dương tử nếu như không xuất gia ngài làm quốc vương 19 tuổi xả bỏ dương dị Ngày ra đi tham học Trong mười 12 năm tham học Ngày thật sự thiểu dục trì túc tôn giáo Ấn Độ rất phát triển. Người tu khổ hạnh rất nhiều. Những người tu khổ hạnh này đều được xã hội đại chúng kính ngưỡng, tôn trọng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bắt đầu sống cuộc sống của khổ hạnh tăng ngày ăn một bữa ngủ dưới gốc cây không phải là sau khi thành đạo mười chín tuổi bắt đầu cầu học đã làm như vậy rồi xả bỏ cuộc sống xa xỉ giàu có trong hoàng cung để đi làm tăng khổ hạnh tham học mười hai năm ngày rèn luyện được rồi dưới cội bồ đề đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh Than phật ba mươi tuổi bắt đầu dạy học dạy bốn mươi chín năm bảy mươi tuổi viên tịch trong kinh thường nói một đời giảng kinh hơn ba trăm hội thuyết phá bốn mươi chín năm hơn ba trăm hội này dùng cách nói hiện tại là mở các hoạt động mở hoạt động học tập một đời có hơn ba trăm lần có những hoạt động lớn đến mấy năm Có những hoạt động nhỏ dài ngày năm ba ngày. Tùy duyên, ở nơi nào mời thỉnh ngài liền đến nơi đó. Không có nơi ở cố định. sau khi viên tịch những vị học trò này cùng tụ hội lại tôn giả ca diếp chủ trì ngài a nan đứng ra đảm nhận giảng lại để kích tập kinh phật Phật trong 49 năm thuyết Pháp, Ngài An nan đều nghe hết. Giảng lại một lần, đại chúng đem nó ghi chép lại. Trở thành văn tự lưu lại cho hậu thị. Đây chính là nguồn gốc của kinh Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế giảng kinh không có bản thảo, không có văn tự, tuy khẩu tự thuyết ngày ngày không gián đoạn đây là bản lai diện mục mà thế tôn năm xưa tại thế dạy học thật sự là giảng duyên buông bỏ. Nhất tâm dạy học Tùy duyên bất biến Bất biến tùy duyên ngài làm ra tấm gương sáng cho chúng ta noi theo vậy chúng ta phải thiểu dục vậy chúng ta phải tri túc vậy chúng ta phải trì giới vậy chúng ta phải chịu khổ lấy khổ làm thầy vì sao vậy cam tâm tình nguyện sống cuộc sống kiểu này tâm là định không có tham tâm không có sân nhuế không có ngu si không có ngạo mạn không có tật đố tâm này thiện biết bao tâm thiện thân liền thiện thân thể sẽ tốt đây là cảnh tùy tâm chuyển đức phật thích ca mâu ni một đời du quá nơi nào thỉnh ngài ngài liền đến nơi đó ở nơi nào giảng kinh thì nơi đó có phước báo liền có thể giúp nơi đó hóa giải thiên tai không phải là thích đi khắp nơi đi cứu tay cứu nạn không có ai biết từ bi đến tổ cùng một đời chưa từng vì bản thân. Toàn vì người khác. Người tri túc tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc. Điều này ngài làm được rồi. Mỗi đêm đến ngài ngủ đều nằm trên đất nhưng phật là ngồi ngài không phải nằm phật ở dưới gốc cây ngồi thiền chúng đệ tử mỗi mỗi cũng đều có công phu thiền định như vậy dưới đây nói người không biết tri túc Tuy ở thiên đường cũng không vừa ý. Đây là sự thật. Người không biết tri túc. Họ có địa vị cao bao nhiêu, tài sản lớn bao nhiêu cũng không biết đủ, vẫn muốn nhiều hơn. cho nên họ có khổ nào họ có phiền nào cầu bất đắc khổ cầu bất đắc khổ sẽ đem lại cho quý vị lão bệnh tử khổ quý vị lo lắng quý vị phiền não quý vị buồn bực tâm tình bất an vậy ngày tháng của quý vị sẽ trải qua rất đau khổ rồi người không tri túc tuy giàu mà nghèo người biết tri túc tuy nghèo mà giàu có tài sản cả ước dạng ngày ngày vẫn nghĩ đến việc kiếm tiền họ là người nghèo người nghèo mới cần lo lắng đến việc này người tri túc một tháng có thể kiếm được một chút tiền có thể sống qua ngày mãn túc rồi tôi ở indonesia indonesia tôi đến mười một lần bạn bè rất nhiều mỗi lần xe chúng tôi đi trên đường Giao thông của Indonesia kẹt xe rất nghiêm trọng. Xe dừng lại nơi đó, liền nhìn thấy người ăn xin. Người ăn xin họ xếp hàng rất có trật tự. Tôi nhìn thấy người ăn xin. Họ xin tiền người khác. Xin được 10.000 đồng Indonesia. Họ một ngày có thể xin được 10.000 đồng, 10.000 đồng tương đương với 1 đô la Mỹ một ngày họ xong không có vấn đề gì rồi họ không xếp hàng nữa đi thôi vị trí đó nhường lại cho người khác biết đủ tôi rất cảm động họ không xin thêm cuộc sống ngày hôm nay tôi có thể giải quyết là được rồi không cần đứng thêm ở đó mà xếp hàng nữa không cần nữa nhân dân indonesia hơn số nữa đều như vậy công việc sinh sống có thể sống được thì họ không muốn làm việc nữa họ muốn đi chơi thôi đến lúc không có tiền ăn cơm mới đi tìm công việc làm việc một hai ngày nên chủ thuê người thuê họ thì tiền phát mỗi tuần một lần họ không thể một tháng phát một lần một tháng phát cho họ ít nhất hai tuần lễ họ đã không đến làm nữa rồi họ không đến nữa họ phải tiêu cho hết tiền không còn nữa họ mới trở lại đây là gì trì tục cho nên họ thường lạc là của người indonesia không phải là người ngoài có thể tưởng tượng ra được người bên ngoài là phải có quan cao phải có tài sản mới vui họ không phải như vậy họ không cần những thứ đó cho nên lạc thú của họ cổ nhân trung quốc có thể lãnh hội được người hiện tại không lãnh hội được ngay cả việc họ ngày ngày ra đường xin ăn vẫn khoái lạc là một quốc gia thật hiếm có thông thường chúng ta thấy quốc gia này nghèo quốc gia này lạc hậu quý vị không biết người của quốc gia này thật sự an vui ít muốn biết đủ Người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Lại Kinh Pháp Hoa Phẩm Khuyến Pháp nói Người này ít muốn biết đủ, có thể tu hành phổ hiền. Chữ hạnh này đọc khứ thanh, đọc là hạnh, đọc hạnh là động từ, đọc hạnh là danh từ, từ đó có thể biết Tu Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Dương Mười nguyện này có thể thực hiện Không phải là người thiểu dục tri túc Họ làm không được Thiểu dục tri túc hạ người này có ái tâm họ gặp gì có thể nhường họ không tranh người này có đức hạnh cho nên họ có thể cung kính tất cả Đây là lễ kính chư Phật. Họ có thể xưng tán Như Lai. Bỏ ác làm thiền. Họ có thể quán tu cúng dường tuy tài lực vật lực không nhiều họ có phần tâm thật sự cúng dường họ có thể sám trừ nghiệp chướng biết được thỉnh chuyện pháp luân thỉnh phật trụ thị họ biết được thông thường người giàu có vì sao không biết người giàu có mê rồi cho rằng giảng kinh thuyết pháp nhân nghĩa đạo đức không liên quan gì đến tôi. Họ đem danh lợi, tài phú xếp vào hàng số một. Là mục tiêu nhân sinh của họ. Dường như sống tại thế gian chính là vì danh gian lợi dưỡng mà sống vậy, những việc khác họ đều không hiểu. Chỉ có người thiểu dục tri túc, họ mới biết đạo đức là đáng quý. Giác ngộ là đáng quý. Qua một là đáng quý. Họ biết được những điều này. Cho nên họ có thể tu hành Bồ Tát. Lại sư nghĩa tịch dẫn kinh bát nhã nói vì sao bồ tát thiểu dục cho đến a nậu bồ đề vẫn không muốn hà huống là những dục khác đây mới thật sự là thiểu dục người học phật cũng có dục vọng dục vọng là gì muốn thành phật a à, nậu đa la ta miệu ta bồ đề chính là thành phật dục vọng này cũng không còn nữa vậy thì những điều khác không cần phải nói nữa rồi tất cả pháp thế suốt thế gian họ đã không còn động tâm nữa khởi tâm động niệm còn không có đương nhiên không có phân biệt chấp trước Người này là ai? Người này chính là Như Lai. Họ đã chứng đắc quả dị rốt ráo. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, Diệu giá quả Phật. Họ thật sự chứng đắc địa vị này rồi. Thật sự tất cả đều buông bỏ. Tất cả buông bỏ thì tất cả đều đạt được rồi. Nói cách khác, tu hành, bất luận là tu pháp môn gì, công phu không đắc lực, thì chứ ngại liền xảy ra từ bốn chữ này. Quý vị không thể thiểu dục, quý vị không có tri túc. Cho nên chướng ngại của quý vị ma nạn trùng trùng. Chẳng những có chướng ngại mà còn có ma nạn. Thật sự làm được hiểu dục tri túc. Ma nạn đều không còn nữa.